Xin chào các bạn, thì đây là một học viên của trung tâm Nhật ngữ HDT. Thì hôm nay là bên mình có đưa hai bạn học viên của trường Nhật ngữ HDT xuất cảnh. Thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Mình tên là Thần, ở Huế đã học ở trung tâm HDT. Bạn đi theo visa gì ạ? Đi theo diện là kỹ sư. Một thời gian học tập rồi tất cả hôm nay thì mọi thành quả đến với mình. Khi mà mình đang đứng ở đây và xuất cảnh thì bạn sẽ làm việc ở địa điểm ở Kyoto và sang sân bay Kansai đúng không ạ? Trong thời gian này thật sự là cũng việc quá lửa đêm ở Việt Nam rồi, còn một chút thời gian nữa thôi bạn sẽ vào bên trong cái rồi. Thì là hôm nay các bạn bè của mình đi đến đây đến bạn đúng không ạ? Thì bạn có muốn nhắn nhủ gì với các bạn bè của mình hay không? Mọi người ở lại cố gắng học và đợi sang đất nước bạn. Mình đứng ở đấy mình sẽ gì ạ? Sẽ đợi các bạn sang sau. Đúng rồi, ok. Thì bạn có gửi lời nhắn nhủ gì đến Nhật ngữ HDT không ạ? Luôn tiện cảm ơn những người HDT đã đưa giúp em sang được sang học tập và làm việc ở đất nước Nhật Bản. Thì thật sự là cái thời điểm này cũng không biết nói gì hơn là chúc cho bạn sức khỏe dồi dào, thứ hai là sang đó thì thích ứng được với cả những công việc và cuộc sống nhanh chóng ổn định, và chúc cho bạn luôn luôn gặp may mắn. Cảm ơn bạn rất là nhiều.